Các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Đây là một trang web đào BNB BTC miễn phí nha các bạn. Main gốc của nó là mười hai ngàn SOTC nha. Mình đào khoảng 10 ngày là mình có thể rút đủ rồi nha các bạn. Đây nè, đây là thanh toán nè, min gốc của nó là 11.620 satoshi nha. Đó, rất đơn giản nè, bấm vào đường link là mình đăng ký nha. Đây đã có rất nhiều người đã rút về nha các bạn. Đây lịch sử nha, rất nhiều nha. Tổng số người rút là khoảng 5,8 bit tiền các bạn. Rồi mình bấm vào phần đăng ký, nó sẽ hiện lên như vậy nha. Trước tiên mình đăng nhập Gmail, tên tài khoản, rồi nhập mã mời của mình nha. Rồi nhập mã mời xong rồi nhập với đường link đã có mã mời nha các bạn. Rồi nhập vô địa chỉ quý, rồi bấm tiếp tục. Rồi khi mình đăng ký xong á, mình sẽ vào đăng nhập nha. Rồi có tài khoản rồi mình đăng nhập vô nha. Đăng nhập vào, bạn đã nhập thành công. Đây là mình đào không gài mới được chưa đựng tầng nha các bạn. Ngày mai nó mới đựng tầng nha. Đây là một ngày là được 1.224 satoshi nha. Đó, đây là mình muốn mua thì mua nha, nhưng mà phiên đừng nên mua nha các bạn. Cái này hàng đào trên đám mây nha. Rồi video cũng đã dài rồi nha các bạn, hẹn gặp lại ở video sau nha. Rồi.